Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV. Thông thường khi nói đến mở thị trường Việt Nam ra nước ngoài, chúng ta thường nghe đến thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, vân vân. Trong khi đó, một thị trường rộng lớn với rất nhiều cơ hội nhưng dường như vẫn còn ít được nói đến. Đó là thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với doanh nhân Văn Trần, giám đốc công ty tư vấn VanTT Consulting từ Dubai để tìm hiểu thêm về thị trường này. Và đặc biệt là về chương trình kết nối thương mại mang tên Gateway to Dubai, tức đường đến thuộc thị trường Dubai do công ty VanTT Consulting tổ chức. Xin chào anh Văn Trần, trước hết anh có thể giới thiệu đôi chút về anh và về công ty VanTT Consulting, thưa anh. Chào anh Lân, cảm ơn anh đã tranh thủ thời gian để mà nói về cái sự kiện Gateway to Dubai ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu là Văn Trần. Tôi sinh ra Việt Nam, lớn lên ở Ấn Độ và học ở Pháp. Tôi có bằng kỹ sư và MBA ngành quản trị thương hiệu cao cấp tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp thì tôi vào làm việc cho tập đoàn General Electric ở Hà Lan và năm 2007 thì đã chuyển đến Dubai. Tôi đã làm trong những lĩnh vực về quản trị thương hiệu cao cấp. Tiếp theo là làm việc trong phòng thương mại của chính phủ. Và năm 2012 tôi thành lập công ty riêng VanTT Consulting, chuyên về kêu gọi vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Bản thân tôi thì luôn theo đuổi một lối sống lãng mạn và thân thiện với môi trường. Do đó tôi đã thành lập tổ chức mang tên là worldgreencitizen.org. Nói tiếp theo về VanTT thì chúng tôi thực hiện kêu gọi vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ để thành lập và phát triển công ty. Trong đó công ty chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp bằng việc tư vấn lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh. Trong 3 năm gần đây, VanTT Consulting tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về thị trường Dubai và Trung Đông và kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác và các khách hàng phù hợp tại Dubai. Chúng tôi cũng hỗ trợ các khách hàng lập nghiên cứu khả thi, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách phù hợp với quy mô phát triển mong muốn của khách hàng tại thị trường Dubai. Về lâu dài, do công tác là người Việt Nam, tôi mong muốn được giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Dubai và Trung Đông thông qua văn hóa ẩm thực tốt cho sức khỏe của Việt Nam, các sản phẩm hữu cơ bản địa và điểm đến du lịch lý tưởng là Việt Nam. Xin cảm ơn anh. Anh có thể giới thiệu đôi chút về Dubai và tiềm năng của thị trường Dubai đối với lại các doanh nghiệp Việt Nam, thưa anh? Dubai là nơi tổ chức triển lãm Expo 2020 và đây sẽ là một cơ hội rất tốt để Dubai có thể thể hiện những gì là tầm nhìn trong các thập kỷ tới nhưng Dubai đã và đang thực hiện từ ngày hôm nay. Triển lãm là dịp đem lại các cơ hội kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản và xây dựng hạ tầng. Và trong tất cả phân khúc xoay quầng phục vụ người dân nói chung và người tiêu dùng nói riêng, từ các nhu cầu cơ bản cho đến các nhu cầu giải trí. Bắt đầu sinh sống và làm việc từ năm 2007, tôi đã thấy Dubai phát triển với một tốc độ chóng mặt. Cứ mỗi 6 tháng đến 1 năm là có một quận mới được thành lập. Mỗi người thay đổi cách sống, có nhiều lựa chọn trong ăn uống, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, trong FMCG, hoạt động giải trí. Với sự bùng nổ dân số từ 1.5 triệu dân năm 2007 đến 9,5 triệu dân năm 2017, tức như là 8 triệu dân trong vòng 10 năm, chính quyền Dubai cũng rất quan tâm đến vấn đề môi trường và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng mang tính thân thiện với môi trường hơn. Sự bền vẫn cũng là một trong những mục tiêu chính của triển lãm Expo 2020
Và Expo 2020 mở cánh cửa cho rất nhiều cải tiến và hợp tác mang tính sáng tạo. Xin cảm ơn anh. Anh vui lòng giới thiệu về chương trình Gateway to Dubai sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tới đây ở Dubai, thưa anh. Mục tiêu của sự kiện Gateway to Dubai là nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông. Sự kiện do công ty VanTT Consulting đồng tổ chức cùng Phòng Thương mại Việt Nam Singapore và tổ chức Entrepreneur UAE và được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam. Địa điểm diễn ra sự kiện tại Dubai là với ý nghĩa tạo tiền đề hướng tới triển lãm Expo 2020. Thời gian chính diễn ra sự kiện trong 3 ngày với sự tham gia của 20 doanh nghiệp nước ngoài đến gặp gỡ và tìm hiểu cơ hội hợp tác với 20 doanh nghiệp của UAE thuộc các lĩnh vực công và tư, từ du lịch cho đến hải quân và vận tải hàng hóa. Chương trình của sự kiện Gateway to Dubai là ngày 1 buổi sáng là phần trình bày giới thiệu của các doanh nghiệp, buổi chiều là tham quan đại quan sát tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Ngày 2 buổi sáng thảo luận nhóm tập trung theo phân khúc thị trường, buổi chiều là tham quan sa mạc Safari và ngày thứ 3 là buổi sáng thảo luận trao đổi trực tiếp. Buổi chiều là tham quan thành phố Dubai và dùng tiệc trà hàng sang tại khách sạn 7 sao Burj Al Arab. Các doanh nghiệp Dubai và Việt Nam tham gia sự kiện thuộc những phân khúc thị trường chính như nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà đầu tư bất động sản, FMCG, công ty bảo hiểm, công ty luật, vân vân. Xin cảm ơn anh. Theo anh đánh giá thì những người tham dự sẽ thu thập được gì từ chương trình này, thưa anh? Quyền lợi khi tham gia sự kiện là được gặp tất cả những đại diện có quyền quyết định trong doanh nghiệp cùng một lúc và cùng một nơi. Như vậy thì các doanh nhân ở khắp nơi làm như thế nào để có thể đăng ký tham dự chương trình Gateway to Dubai, thưa anh? Các đăng ký tham gia sự kiện, quý vị có thể vào trang của chúng tôi tại VanTT Consulting.com và gửi yêu cầu. Đội ngũ nhân viên của VanTT Consulting luôn sẵn lòng hỗ trợ quý vị các thông tin liên quan. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Văn rất nhiều đã chia sẻ các thông tin trong ngày hôm nay. Chúc cho chương trình Gateway to Dubai được thành công và xin hẹn gặp lại anh trong những ngày tới, thưa anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và rất mong đón tiếp quý vị tại Gateway to Dubai 2027. Xin cảm ơn anh Lân đã tranh thủ thời gian để mà nói về sự kiện Gateway to Dubai. Hẹn gặp anh tháng 11 ở Dubai. Cảm ơn. Thank you.